Em nghiêng hẳn người sang. Đúng rồi. Để ý góc mặt nha em. Dễ. Em nhìn trực diện về phía trước đi. Hít thở. Hít thở. Là mình nói ra hết rồi đấy mà cũng không biết nó làm được hay không. Đau tìm lắm. Mặt tập trung. Cao lên một chút nữa. Nhìn. Cái mặt như kiểu buồn ngủ ấy. Tỉnh dậy đi. Không, trả mặt về đây một chút. Đừng có quay đi như thế này. Ồ. Người ta nhìn thấy cái gì ở đây của mình. Em ơi sợ quá. Mặt tươi lên. Cá tính lên. Khất mặt đi đâu đấy? Cái mặt của em rất là xấu. Vươn xuống phía trước, vươn về phía trước và nhìn mặt. Còn một tấm cuối cùng thôi đấy. Phải làm như thế nào? Sẵn sàng chưa? Hít thở sâu. Đúng rồi. Mặt nghiêng ra nhá. Vai đừng có bị rụt quá nhưng... Đúng rồi, nhìn về phía quả cầu như thế. Đúng, giữ nguyên. Căng bụng, căng ngực. Mặt đang hơi bị đơ đấy. 1, 2... 1, 2, 3... 10, 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